đang tìm cách trả cho mày nè. Đừng có hối tao. Và cũng đừng làm gì hại đến con của tao đó. Số tiền này chỉ đủ để ông trả phần nợ còn lại của ông thôi. Còn tiền nợ bài của thằng quý tử của ông trả không nổi đâu. Tôi xóa cho. Chỉ cần chúng ta tới nhà bà Dung, thuyết phục và khuyên bà Dung trở về nhà gặp bé Thư và gia đình của mình, thế là xong. Tôi không phải là người xấu như các anh chị nghĩ đâu. Tôi có nỗi khổ riêng mà. Chúng tôi rất tôn trọng các mối quan hệ riêng tư của chị. Nhưng chị đang vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Và ngày hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây giúp chị với tư cách là cá nhân, không phải là những người thực thi pháp luật. Bởi vì bé Thư đã nhờ chúng tôi làm điều này. Hơn hết, con bé rất mong mỏi chị quay trở về. Tôi cũng muốn về nhà lắm chứ. Nhưng mà tôi nhục nhã quá. Tôi không còn mặt mũi nào mà về nhà với chồng với con của mình hết. Chị có nỗi khổ gì cứ nói với chúng tôi. Nếu giúp được chị, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Nói với tôi, nếu như tôi đồng ý bán thân cho ông thì ông sẽ xóa nợ 3 tỷ của thằng Đức nhà tôi. Bây giờ nhà tôi tài sản không còn gì hết, tôi chỉ còn cách làm theo lời của ông. Sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình nó sẽ tốt hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không làm tròn trách nhiệm của mình? Đó là thực thi công lý. Trong khách sạn của Quốc thường xuyên tổ chức đánh bạc trái phép với số tiền cược rất lớn. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tới nhà ông Tuấn thuyết phục Đức làm đơn tố cáo. Viết một bài văn nói lên suy nghĩ của em. Sao? Đề thầy cho khó quá đúng không? À, thầy Hoàng. Thầy tới trễ 5 phút nha. Thì tôi biết tôi tới trễ, cho nên mới mua trà sữa cho cô đi chuộc lỗi đây nè. À, trà sữa. Thư, uống từ từ thôi. Có ai dành uống của con đâu. Đó, thấy chưa? Ngon quá à. Sao? Sáng khoái tinh thần chưa? Dạ rồi. Thầy biết là cái đề này thầy cho rất là khó, cho nên chuyến này thầy sẽ dẫn con tới một nơi để lấy cảm hứng về làm bài, hiểu không? Để trả số nợ cờ bạc của Đức thì chị Dung đã chấp nhận bán thân.
Tôi nghĩ là anh không cần phải làm gì lúc này ngoài việc khuyên chị Dung trở về nhà. Khốn nạn! Ông Quốc phạm tội bắt người trái pháp luật và tổ chức đánh bạc. Bắt Quốc là nhiệm vụ của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn rất cần sự hợp tác từ phía cậu Đức đây. Bằng cách nào? Làm đơn tố cáo ông Quốc và cung cấp bằng chứng chứng minh việc ông Quốc tổ chức đánh bạc trái phép. Rồi mấy người á bắt giữ tôi á vì cái tội đánh bạc luôn hả? Tôi đâu có ngu. Đức à, tội của cậu trước pháp luật không lớn bằng tội bất hiếu đâu. Tôi xin lỗi. Rồi rồi, nói đi. Sao? Đứng ở đây chứ đố con biết chỗ này là chỗ nào đó. Nơi này rất là quen thuộc với con. Hồi lúc nhỏ mẹ con thường hay dẫn con về quê ngoại chơi, đưa con đến những cái chỗ như thế này để kể chuyện cổ tích cho con nghe. Con sao vậy? Con nhớ mẹ con quá thầy ơi. Lớn rồi con có khóc nhè nè. Tập trung làm bài văn nộp cho tôi đó. Dạ. Vừa phát hiện thi thể của Trần Quốc. Khám nghiệm sao rồi? Thưa anh, qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, có thể xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt khí cơ học. Có thể hung thủ đã dùng lực của bàn tay hoặc lực cánh tay siết cổ nạn nhân. Vậy còn thời gian tử vong thì sao? Thời gian tử vong vào khoảng 24 giờ trước. Quốc bị giết 24 giờ trước, tức là trưa ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7. Khoảng thời gian là từ 10 cho đến 12 giờ. Tài sản thì không còn lại gì ngoài giấy tờ tùy thân. Nhưng có điều tôi không hiểu là tại sao tên hung thủ lại trói tay chân và bịt miệng nạn nhân lại. Quốc bị trả thù. Chính xác. Vậy thì cụm gia đình của nhà bà Dung có động cơ cao nhất. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại trói tay chân nạn nhân lại. Chỉ có một khả năng là Quốc bị bắt hoặc đã bị giết ở một hiện trường khác. Đúng vậy. Alo, tôi nghe đây. Ừ, tôi biết rồi. Chúng ta đang đi đúng hướng. Đã bắt được đối tượng tiêu thụ xe của Quốc. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để chứng minh anh có hành vi tiêu thụ xe trái phép. Vậy nên tôi khuyên anh hãy thành thật khai báo. Dạ, bữa đó tôi tập thể dục ở gần khu này nè. Tôi đi ngang, tôi thấy chiếc xe dựng ở đó mà nhìn xung quanh không có ai á, mà trên xe còn cắm cái chìa khóa, cho nên tôi ngồi lên xe tôi chạy thử. Chạy thử? Dạ. Tôi chạy thử mà chạy sao hồi về nhà không hay luôn. Rồi sau đó thì sao?
tôi định đem đi trả. Mà rốt cuộc tôi quên đường rồi. Rồi tôi đem đi bán luôn. Lúc mà bán thì bị mấy anh bắt. Anh Trần Khoa, vậy là chúng tôi đã có đầy đủ cơ sở để kết luận anh có thêm tội trộm cắp tài sản. Anh không cần phải vòng vo nữa. Có nghi ngờ ai không? Có thể là ông Tuấn. Tại vì gần đây gia đình của ông Tuấn á, thiếu nợ ông chủ tôi nhiều lắm. Lần cuối cùng mà anh gặp ông chủ của anh, ông Trần Quốc, là khi nào? Trưa ngày 15. Vậy giờ ngày hôm đó anh có thấy ông Quốc có điểm gì lạ không? Tôi nhớ là lúc đó tôi lại rước ông chủ tôi ở khách sạn. Xong rồi ông chủ tôi đi ra, nhưng mà có ai nhắn tin cho ông chủ tôi á, mà tôi thấy ông chủ tôi vui lắm. Xong rồi ông chủ tôi kêu đưa chìa khóa xe máy để ông tự về, rồi ông cho tôi 2 triệu nữa. Theo lời khai của tên Khoan cấp chiếc xe này và lời khai của tên Phong tài xế cung cấp lá thư nặc danh, thì chúng ta có thể tổng hợp thông tin như sau. Vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi thì Quốc có nhận tin nhắn của hung thủ. Tên hung thủ đã hẹn Quốc đến khu vực tên là Bạch Hà. Đây cũng là một khu vực khá vắng vẻ và Quốc đã bị bắt cóc ở đây. Sau đó một ngày, ngày 16 tháng 7 thì Quốc bị sát hại tại khu vực Rạch Lau, cách hiện trường bị bắt cóc là 18 cây số. Xem ra chúng ta phải gặp lại những thành viên của gia đình này rồi. Anh cho hỏi là vào ngày 16 tháng 7 vừa rồi, tức là buổi trưa ngày hôm kia, khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ, anh đã làm gì và ở đâu? Bữa đó tôi ở nhà cả ngày, không có đi đâu. Có ai làm chứng cho anh không? Không. Bữa đó thì tôi ở nhà một mình cả ngày. Bé Thư thì xin phép ra ngoài với thầy Hoàng rồi, còn Đức thì đi chơi suốt à. Vậy ngày hôm nay có Đức ở nhà không ạ? Mới nãy bạn bè hay gì đó mới điện thoại cho nó mới ra ngoài thức thì á. Không biết có phiền không nếu như mà tôi xin phép được nói chuyện với bé Thư một chút à? Thư đang ở trên phòng á. Cậu cứ tự nhiên ha. Thì tốt quá rồi, xin phép ạ. Chị tìm ai vậy chị? Chào chị, cho tôi hỏi, chị biết chị Mỹ Dung sống ở đây không? Tôi cũng không biết nữa, tôi mới dọn đến đây ngày hôm qua thôi à. Dạ, hôm đó thầy Hoàng á cho con làm một cái đề văn rất là khó. Xong rồi cái con bị bí ý tưởng, cái thầy mới dẫn con đi ra khu vực ngoại thành để làm bài á chú. Đó là một cái khu vườn chuối rất là đẹp, giống như quê ngoại con ngày xưa vậy á. Này nè, nhảy cái bài này đi. Một bài văn về mẹ hả? Dạ đúng rồi. Nét chữ này của thầy Hoàng luôn hả? Dạ đúng rồi. Chữ đẹp đó. Vậy thôi, chú cảm ơn ha. Dạ. Thôi học bài đi. Chào thầy Quý. Thầy Hoàng. Chào đại quý phương. Cảm ơn anh. Tôi có nghe bé Thư nói lại. Lúc nãy tôi vừa nói chuyện với bé Thư xong, không biết là có thể phiền thầy Hoàng đây xác nhận giúp tôi một thông tin được không ạ? Được. Có phải là vào ngày 16 tháng 7 giờ rồi, khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ, có phải là thầy cùng bé Thư ra ngoài đúng không ạ? Đúng. Cảm ơn thầy. Chào anh. Em có điều này hơi phân vân.
Đức là con trai của vợ trước ông Tuấn. Trong khi bà Dung thì vẫn còn trẻ đẹp. Có khi nào... Đức và bà Dung có thể kết hợp nhau giết chết Quốc được mà. Anh thấy đó, bây giờ cả hai người họ đều cùng nhau mất tích. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Alo. Rồi, ông Duy Lâm chờ chút nha. Ông Tuấn muốn gặp chúng ta. Lúc cậu đi về á, tôi đi ra cổng thì phát hiện tờ giấy này. Tôi sợ đồng bọn của ông Quốc sẽ trả thù, cho nên tôi vội vàng mang tới đây trình báo để cho cậu xem đó. Sáng nay em có nói là Đức rời khỏi nhà trong tư thế vội vàng, đúng không? Thì tôi thấy có ai đó gọi điện thoại cho nó, rồi nó cũng vội vàng đi ngay lúc đó luôn à. Việc gặp cái thư bí mật kịp anh sẽ kiểm tra lại một số thông tin. Hình như là chúng ta đã bị trật tướng. Thư! Hai tờ giấy danh này sử dụng cùng một phong chữ thì chắc chắn là chỉ do một người làm. Ngày cậu ra ngoại thành với thầy Hoàng, có điều gì bất thường trên đường đi không? Con cố gắng nhớ lại thử coi. Dạ, lúc mà trên đường đi á là con ngủ suốt à. Tới nơi á thì thầy Hoàng mới kêu con dậy. Vậy thì con và thầy đã đi đến đâu? Dạ là khu vườn chuối bà Tra. Lúc trước á, mẹ con hay dắt con ra ngoài. Tại lúc đó con đang bí ý tưởng về đề tài viết văn về mẹ. Nhưng mà thầy Hoàng hay lắm, ra đó là con viết được liền à. Dạ thực ra thì chính thầy Hoàng mới là người kêu con tới gặp cô chú để tìm tung tích của mẹ con. Bây giờ để tìm được mẹ con, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải báo công an. Bây giờ, con nghe lời thầy, đi tới trụ sở công an theo địa chỉ này, tìm gặp chú Phương và cô Vi. Nhớ, phải tìm gặp chú Phương và cô Vi. Chỉ có hai người đó mới có thể tìm được mẹ con. Nha. Con xin lỗi. Alo anh Phương. Đúng là chúng ta đã đi trật hướng. Hình như thầy Hoàng là người mà ta đã bỏ sót. Vào ngày 16 tháng 7, thầy Hoàng đã đưa bé Thư đến khu vườn chuối bà Tra. Trên đoạn đường đó có đi ngang qua khu rạch lâu, nơi chúng ta phát hiện thi thể của Trần Quốc. Và bé Thư đã ngủ suốt cả đoạn đường đi. Đúng vậy, tôi tin chắc là thầy Hoàng có liên quan tới vụ án này. Bây giờ phải hãy tới vườn chuối bà Tra. Có lẽ là bà Dung đã ở đó. Còn tôi sẽ đến nhà Hoàng tìm Đức. Và có lẽ là Đức cũng đã gặp nguy hiểm. Ngay từ đầu thầy Hoàng đã biết chúng ta là công an. Gặp thầy Huy ở đây thì tốt quá rồi. Xin lỗi, tôi tin Hoàng. Huy là thầy đó. Chính thầy đã nhờ chúng ta điều tra sự mất tích của chị Dung Hồng Hoài bé Thái Thư. Theo tôi, thầy Hoàng có một tình cảm đặc biệt dành cho chị Dung. Vì vậy thầy Hoàng đồng ý nhận lệnh giao cho bé Thư là đã có thể gần gũi với chị Dung. Khi biết chị Dung an toàn, thầy Hoàng đã lên kế hoạch báo thù cho chị Dung. Thầy Hoàng đã đến phòng trò chị Dung và thuyết phục chị Dung bỏ trốn ở vườn chuối bà Tra. Thầy Hoàng đã dùng điện thoại của chị Dung để dụ Tinh Quốc đến khu Bạch Hà ngày 15 tháng 7 để bắt cóc ta.
đến ngày hôm sau, để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bà mình, thầy đã bỏ thuốc vào ly trà sữa của bé Thư. Trên lộ trình ra khu vườn núi bà Tra, thầy Quang đã sát hại Quốc tại Lâu. Quốc đến đánh mũi liên viên sĩ Quang suốt một ngày một đêm. Đó là lý do chúng ta có đến hai hiện trường vụ án để thực hiện Quốc kịp xác định trong 24 giờ trước khi tìm được xác trong tình trạng tay chân bị trói cả. Anh nghi ngờ thầy Quang khi phát hiện quyển sách trên bàn của Thư chính là quyển sách mà chúng ta thấy trong nhà trọ của bà Dung. Nên mà bà Dung cất giữ lời giải thoại thuận bản thân cả đời cho Quốc để xóa nợ cho đất con riêng của chồng. Phong cảnh bị thầy Quang giết Thư nên gia đình rất trùng khớp với những bộ đề thầy dạy do bé Thư giải. Đức gặp nguy hiểm thật sự. Người như Đức không bao giờ từ bỏ chiếc rú bút của mình trừ khi chính thầy Quang đã dụ Đức ra bằng một cách dội dạ. Đức hả? Tôi biết chỗ của mẹ cậu. Bà ấy đang gặp nguy hiểm. Thật sự không hiểu tại sao Dung lại nhục nhã hy sinh bản thân mình vì một thằng không ra gì như mày. Dung nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương mày như là con ruột. Thì đáng lý ra mày phải xem Dung như mẹ ruột và tận tâm báo hiếu chứ. Tao hiểu rồi. Đúng rồi. Một người vô tâm như mày thì làm sao cảm nhận được tình thương của Dung dành cho mày. Không cần phải sợ. Không phải một mình mày, mà bất cứ ai làm tổn thương Dung đều phải chết. Trong đó có mày. Mày cũng phải chết. Thầy Quang, bình tĩnh lại. Chào đại quý Phương. Đại quý tới đây làm gì? Người như đại quý thì làm sao hiểu được sự đau đớn và sự hy sinh của Dung dành cho gia đình của nó. Như một thằng con ghẻ không máu mủ ruột rà mà Dung hy sinh thân mình, bán thân cho ông Quốc. Thằng Quốc làm nhục Dung, thằng Quốc phải chết. Nó làm Dung đau khổ, nó cũng phải chết. Thầy Quang, thầy Quang, Đức là con của tôi, không ai ép tôi bán thân trả nợ hết. Vì tình mẫu tử tôi mới làm như vậy. Cho dù tôi có là mẹ ruột hay mẹ kế của Đức thì tôi vẫn là mẹ của Đức mà. Thầy hiểu mà đúng không? Dung, thầy Hoàng, chẳng phải là từ lúc thầy nhận dạy học cho bé Thư, thầy đã hứa với tôi á là sẽ luôn yêu thương, chăm sóc Thư như là con ruột của mình sao? Nếu mà bây giờ thầy giết Đức thì chẳng khác nào thầy giết đi chính đứa con của tôi và giết đi anh của bé Thư. Thầy Hoàng à, thầy quay đầu lại đi mà. Không đúng, nó không phải con ruột của Dung. Thầy Hoàng, thầy hứa là thầy không bỏ Thư mà, thầy hứa thầy sẽ bảo vệ Thư suốt đời mà. Nếu không, tình yêu sẽ trở nên mù quáng.